Em xin chào ban giám khảo. Chào bạn. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Chẳng, em đến từ Bạc Liêu và em năm nay em 33 tuổi. Dạ, cho em hỏi là Chẳng hay là Chẳng à? Chẳng lẽ 02468. À, Chẳng. Anh Chẳng hả? À, Chẳng nay... lẽ, Chẳng lẽ. Dạ, hôm nay đấy, số báo danh anh là số lẻ. Ừ. Nhưng mà anh tên là Chẳng đúng không? Dạ vâng. À, anh Chẳng sẽ làm gì ạ? Mình sẽ tham dự tiết mục hát và mình hát giọng nữ. Đến với chương trình mình dự thi với tiết mục là hát. Nhạc phẩm mình chọn đó là bài Vọng Cỏ Bùa của chị Cẩm Ly. Mình rất có tự tin về cái tài năng của mình. Khác biệt của mình với mọi người đó là mình cũng hát thử và cái giọng nghe cũng rất là truyền cảm. Đêm dài nghe tiếng vọng cỏ buồn, nở dần trăng khuya cung đàn buồn tiếng khóc, tiếng gõ nhịp sông lang ai oán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim khuyên đắng đón gió thu về. Anh rời xa xứ bỏ quê nhà. Anh bắt sai cái tông rồi, mình hát lại một lần nữa ha. Dạ, anh ráng nghe cái nhạc là đêm dài nghe tiếng vọng cỏ buồn. Cái tông đó nha. Hồi hộp quá. Dạ không sao, anh kéo xuống chứ là đêm dài, anh hát thử coi nè. Đêm dài nghe tiếng vọng cỏ buồn. Đêm dài. Làm lại từ đầu nghe một lần nữa thôi, cơ hội rồi đến với anh nha. Đêm dài nghe tiếng dòng cỏ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đàn buồn tiếng khóc, tiếng gọi nhịp sông lang ai oán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh về xa xứ bỏ quê nhà, tình em bên chi cầu tre cuối sông, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại những trăng non nguyện thức đón anh về. Anh hát chừng nửa bài rồi nó mới vô. Vô đúng cái tông đó. Thành thử ra cái đoạn đầu mình giống như mình dò sóng FM á, mình phải kiếm được cái tần số nó mới vô được. Thì thế này nè anh à, cái giọng này á là cái giọng mà ốc o chứ nó không phải là giọng nữ. Cái mà đêm dài là cái mà mình bẻ nó ra chứ nó chưa phải là giọng nữ. Thực sự thì mình bị viêm amidan khoảng 3 ngày nay. Nếu mà sức khỏe tốt em có thể hát cao hơn. Và em cũng xin nói thêm là đây là hoàn toàn đây là giọng tự nhiên chứ không phải là em luyện tập. Dạ. Tại vì em có hoàn toàn có thể nói bằng giọng nữ. Anh nói thử đi nào. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đến với chương trình Việt Nam Got Talent mùa 4 năm 2016. Cái này mà Trấn Thành nói cũng được đúng không? Dạ, thực sự ra thì cái này nó cũng vậy thôi ạ. Anh cái vấn đề nó như thế này ạ. Nó hát có một câu giọng cổ chính tông luôn á. Mỗi chữ người tông, anh hiểu không? Thực sự là mình cũng muốn lên trên này sớm rồi tập luyện nhưng mà nó bị viêm họng, khả năng có thể là mình không dám nói chuyện luôn, mình để cho nó có sức khỏe cái giọng. Cũng do viêm phải không? Viêm mình học tài thi phật, mình thua keo này mình bày keo khác. Khi nào mà khỏe mạnh sang năm trước khi đi thi là phải không được uống nước đá, như thế này viêm họng nó uổng lắm. Uống thuốc chống viêm vô, xong rồi mất thời gian thi của mình. Hẹn bạn vào những kỳ sau. Xin cảm ơn. Đón xem chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.